Ở phần cuối của bản tin ngày hôm nay sẽ là những hình ảnh về giải chạy bộ S-Ray. Với sự đồng hành của tập đoàn TH thì S-Ray Hà Nội cùng chủ đề Vì tầm vóc Việt đã truyền cảm hứng tới học sinh, sinh viên để các em quan tâm hơn tới sức khỏe của mình, góp phần hiện thực hóa khát vọng nâng cao tầm vóc Việt. Thông tin này cũng sẽ khép lại cho bản tin thể thao trưa nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo. Trạng S-Ray Hà Nội đã thu hút 800 học sinh trung học cơ sở, 800 học sinh trung học phổ thông, 1.400 sinh viên, 800 giáo viên và 400 vận động viên là phụ huynh cùng học sinh tiểu học tới tham gia, được tổ chức tại thủ đô nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Nhìn không khí hào hứng của các em học sinh, sinh viên, các thầy cô và phụ huynh, chúng ta có thể cảm nhận được sự hứng thú mà giải chạy S-Ray 2022 đã mang đến, một ngày hội đầy ý nghĩa để kết nối học sinh, gia đình và nhà trường. Rèn luyện bản thân, nâng cao sức khỏe. Em cảm thấy bản thân em đã tự vượt qua giới hạn của chính bản thân mình. Với niềm tin và sự lan tỏa tích cực thông qua các hoạt động thể thao nói chung và chạy bộ nói riêng, S-Ray 2022 hướng đến thay đổi thói quen tập luyện của học sinh, sinh viên. Giải chạy cũng là cơ hội để mọi người kết nối, giao lưu, biến các hoạt động thể thao thành hoạt động yêu thích thường nhật, góp phần nâng cao sức khỏe học đường và hiện thực hóa khát vọng nâng cao tầm vóc Việt. TH tiên phong xây dựng chương trình dinh dưỡng học đường quốc gia.